Chuyện kể rằng đêm khuya có tên trộm trong làng tới miếu bà có ý định trộm vàng. Vì nghe tiếng bà linh thiêng, trước đó lại có chuyện người trộm vàng bị bà bẻ cổ nên hắn cũng sợ. Thế nên trước khi lấy vàng trên tượng bà, hắn cầu khẩn xin keo, mong bà cho vàng. Lạ thay, dù xin keo mấy lần nhưng cũng bất thành. Dẫu hắn sợ nhưng lòng tham trỗi dậy, hắn lấy hết vàng bạc đang đeo trên tượng bà rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, ban hội chạy vào miếu thì thấy của cải vàng bạc đã mất. Bà về mới nhập đồng cho một đứa nít mới tới 9 tuổi à. Ở khi hồi đó bà nhập vô xác nít không à, chứ không có người lớn đâu. 9 tuổi, 8-9 tuổi, con gái 8-9 tuổi vậy mới nhập vô mới kể vấn đề là nó vô nó làm sao sao. Có cô bé bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, quát tháo la mắng và bảo: "Mấy đứa bay sao không gìn giữ cho bà?" Người dân gần đó bàng hoàng quỳ lại bà với hỏi: "Bà linh quá, sao bà không bẻ cổ nó như trước kia bà đã làm với tên trộm khác?" Bà nói: "Vì thằng này không có đầu, chứ có đầu bà bẻ rồi." Nói xong bà chỉ vị trí tìm vàng của bà. Bà hội tề theo chỉ dẫn chạy đến bờ ao thì thấy một xác tử thi nằm dưới nước, trên bờ là vàng của bà. Người dân mới hiểu đó là sự trừng phạt của bà. Là bà định đi về bển Mỹ bên Pháp gì đó, bà gấp đi mà cái ngày 23 mới đắm bà. Chưa có tới ngày giờ mà bà gấp rút chứ. Cứ như ngày 22 đó, ngày 23 mới tắm bà. Ngày 22 là coi như lên Đại Dương kiệu dính người con gái mà kiên kiệu đi xuống dưới về miễu á. Mà chính đội như vậy chứ không phải một đội chính người. Đi bữa năm nào cũng phải đi lên Dương kiệu trên này đem cái áo với cái mão của bà nên đó làm lễ ở chỗ bà ngự chảnh á. Xong rồi mấy anh đem về dưới mà ngày 23 tắm bà cho bà mặc đậu lên. Cái bữa 22 bà mới leo lên đặng bà đau mặt bà xin phép đặng đi về thì lên đó bị bà xô ngã xuống chết tại đó. Thiêu bà rồi mới đem về bên Pháp.